xe sưởi là 80% người Việt Nam sử dụng. Bẩm sinh ở não và tim cho thai nhi, lựu chứa nhiều thành phần như natri sinh tố B, vitamin C, canxi, phốt pho, giúp tăng cường sức đề kháng cho mẹ và thai nhi. Đặc biệt, nếu mẹ bầu bị huyết áp cao hay đau họng, rối loạn tiêu hóa, viêm da, nhiễm trùng, tiết niệu, nên thường xuyên ăn lựu để giảm huyết áp và ngăn ngừa các bệnh về tiêu hóa, da và nhiễm trùng. Như vậy, được ăn lựu cũng không có hại gì, lại có nhiều lợi ích cho mẹ bầu và thai nhi. Tuy nhiên, để tránh nhiễm chất bảo quản nên chọn mua kỹ lưỡng trước khi dùng. Má lúm nhân tạo. Trở về với chuyện má lúm đồng tiền, theo các chuyên gia, má lúm trên mặt thực chất là một dị tật cơ mặt có thể mang tính di truyền. Nếu trong gia đình như mẹ hoặc bố có má lúm đồng tiền thì khả năng sinh ra bé cũng có lúm đồng tiền. Cũng theo các chuyên gia, hiện nay dựa trên những nguyên tắc hình thành lúm má đồng tiền trên cơ mặt, nhiều người có thể tạo lúm má nhân tạo thông qua phẫu thuật thẩm mỹ, còn ăn lựu hoặc sử dụng một số mẹo để có lúm là quan niệm dân gian lưu truyền nhau và chưa có bằng chứng khoa học nào chứng minh. Tuy nhiên, đây là những phương pháp dân gian không gây tổn hại cho sức khỏe cũng như tinh thần của thai phụ, nên các mẹ có thể thử nếu tin, vì biết đâu may mắn lại đúng như điều bạn ước mong cho con mình thì sao. Chúc các bạn may mắn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video này. Đừng quên theo dõi kênh, like và share để được cập nhật những video mới nhất và hay nhất.